A à, Di Đà Phật 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 à. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đạo Phật Hôm nay Nhân Đức có một thờ chia sẻ về cái công hiệu của chiếc máy MP3 khi trong khoảng thời gian Gần hai năm nay, Nhân Đức phát triển về chiếc máy mp3 này. Thấy khóc nơ nơ, mọi người khi cầm chiếc máy để nghe, sự lợi ích rất là lớn. Khi ngồi ngẫm nghĩ, Nhân Đức hôm nay quyết định dùng phương pháp diện tải tuy mình ở một nơi nhưng có thể đặt những chiếc máy nghe pháp quý phật tử ở khắp nơi khi quý vị có nhu cầu mình muốn đặt những chiếc máy này thì những đức sẽ đặt những chiếc máy này tại cái góc chính và thể nhớ những đức đều là thu sẵn những bài pháp và phương pháp tu hành đều nằm trong chiếc máy này toàn bộ khi quý vị ở khắp nơi chúng ta muốn đặt những chiếc máy này tặng cho người thân hoặc là chúng ta gặp những uh, cái nơi mà người bị mù hay là những người bị phong cùi hay những người nghèo những người tặc nguyền chúng ta muốn dùng phương pháp để chia sẻ cho họ những đức thấy dùng chiếc máy mv 3 để tặng cho họ họ đi đâu họ cũng có thể à, cầm và nghe được khi à, giờ giờ khắc khắc họ được à, nghe pháp nghe niệm phật vì chiếc máy này thời gian mà giữ pin của nó cũng mười mấy hai mươi tiếng nên rất là tiện lợi chỉ cần mỗi một người khi có được chiếc máy chúng ta xài kỹ lưỡng khi xài hết pin mình hay sạc sạc thời gian bảy tám tiếng cho nó đầy pin và mình xài cho kỹ thì thời gian của chiếc máy xài lâu dữ lắm nó mơ hư nên của xài mà nó mau hư hay là nó có thời gian dài cũng quan trọng cũng do cái người xài. Nên những đức chia sẻ những cái công đoạn này để cho những vị Phật tử khắp nơi nơi từ là những vị ở nước ngoài khi nghe những công đoạn này á Chúng ta cũng có thể à, tu tài thí pháp thí vô ý thí Xuyên qua ngay cái chỗ là bố thí pháp Chỉ có một chỗ bố thí pháp thôi Mà chúng sanh có thể nghe mà tiếp nhận thì lìa khổ được vui Và mình có thể đem pháp môn tịnh độ để mà truyền tải cho họ qua cái trung gian của chiếc máy MP3 này Thí dụ như chúng ta cho người thân mình một số tiền hoặc là giúp một người nghèo một chút đỉnh tiền nhưng cái khổ của con người ta vẫn là không vượt qua được bây giờ mình tặng cho họ một chiếc máy mp 3 có nhiều lúc đủ duyên họ nghe họ tiếp nhận dù là chưa tiếp nhận liền nhưng quý vị suy nghĩ cái chủng tử phật pháp mình vẫn là gieo vào trong tâm của họ cái lợi ích này lớn dữ lắm một bài pháp một câu niệm phật chỉ cần mà gieo vào trong tâm của một người thì chủng tử này là cái chủng tử làm phật mà nên trong kinh giáo phật dạy pháp thí thắng mọi thí người mà nghe pháp hiểu rồi thì diệt ái mới hết khổ đau Mỗi một người chúng ta khổ là do gì á, ái quá nặng. Nhưng mà ngay cái chỗ là mình không nghe được Phật pháp, mình mới ái nhiễm nặng như vậy. Và cái khổ nó cứ tăng trưởng, tăng trưởng lên thêm. Nên mọi người chúng ta ngồi suy nghĩ nè. Từ khi mà mình nghe Phật pháp tới giờ, mình giảm tối đa cái khổ mà thường có được niềm vui. Vậy thì bây giờ nếu mà mình có điều kiện mình nên đem cái niềm vui mà mình gặp được này nè mình san sẻ mình chia cho những người mà người ta chưa đủ duyên gặp được như mình đã gặp được thì qua thời gian này, gần hai năm nay những đức đi ở một nơi trong chùa quanh năm không có đi ra ngoài gì hết chỉ mỗi tuần hướng dẫn phật pháp và những đức thấy cái công cụ mà vô cùng là đặc biệt trong thời đại hôm nay mà cái sức đột phá rất cao là chiếc máy nghe pháp mp 3 mà ở đây những đức cứ đặt xuyên suốt, đặt dùng quý Phật tử, cứ đặt tại cái gốc như thế nào thì mình đưa lại cho quý Phật tử như vậy. Những đức bây giờ tạo ra cái điều kiện này là những đức để cái số điện thoại mà cho quý Phật tử nào ở xa mà quý vị cần đặt máy nhưng ở chùa những Đức cũng còn rất là nhiều việc bằng biểu nếu mà dài ba cái thì nhiều quá những đức không có gói kịp để mà gỡ đi nên những đức quy định là quý phật tử phải đặt từ hai chục cái đổ lên thì những đức mới gỡ đi được Vợ chùa mấy trăm người già huynh đệ còn nhiều việc bận biểu dữ lắm quý vị nhưng những đức họp với ban tổ chức ấy, làm cái chương trình này là vì những đức thấy ấy, cái chiếc máy mp 3 này nó quá lợi ích trong khi mình ở nơi mình tu hành mà quý phật tử ở khắp nơi nơi Người ta về đây là do nhờ đã nghe được chiếc máy MP3 mà có nhiều vị Phật tử khi có được chiếc máy, có được cái thẻ cũng biết chép ra tặng cho người ta nữa. Khi tặng cho người ta, người ta nghe được, người ta lại gặp những đức người ta nói rằng là nhờ có một vị Phật tử đó cho chiếc máy hay cho chiếc thẻ gì đó. Vậy đó mà con cứ nghe những buổi chia sẻ Phật pháp. Rồi con nghe con thấy trong tâm con nó vui vẻ. Nó buông xuống được những cái buồn phiền. Bây giờ con thấy trong lòng con nó thanh thản lắm. Quý vị biết rằng nhiều người đến đây gặp những đức họ nói lên những cái điều này. Nên những đức thấy nó quá nhiều người được lợi ích lớn à. Nên bây giờ những đức uh, bỏ ra chút thời gian ngồi chia sẻ cái công đoạn này nè. Để cho quý Phật tử ở khắp nơi nơi dù là quý vị chưa đi đến chùa được. Quý vị ở một nơi mình có điều kiện vẫn làm cái pháp thí. Mà những đức muốn cho quý vị tự mình đặt những chiếc máy này rồi uh, quý vị uh, một là tặng cho người thân mình hai là mình tặng cho những người nghèo khổ mà không có tiền đặt được chiếc máy này còn cái chỗ mà quý vị có thể làm tiếp nối theo giống như những đức làm là quý vị có thể đặt những chiếc máy này và quý vị cho một số người ở sớm mà người già hay người trẻ mà người ta nghe quý vị có một quy định là mình cho nghe một tuần lễ rồi quý vị uh, gom những chiếc máy đó lại hết rồi tiếp tục cho những người khác mượn nghe một tuần lễ chắc chắn rằng là khi một tuần lễ là họ cố gắng họ nghe khi họ nghe họ thích rồi thì lúc đó nhất định là họ muốn uh, đặt chiếc máy để mà họ nghe Phật pháp có nghĩa là những đức đặt dùm cho quý vị quý vị đặt dùm cho những người khác chúng ta cứ truyền tay nhau chúng ta làm cái chỗ này thì cái lợi ích truyền pháp này nó hữu hiệu lắm mà nó giúp nhiều chúng sanh biết được pháp môn tịnh độ cũng như hôm qua Những đứa gặp một bà cụ này Ở ngoài Hà Nội Bà đi vào đây bà thăm con bà Thì biết rằng Bà có được chiếc máy Năm 2017 Bà già 85 tuổi mà bà cứ cầm Chiếc máy bà nghe Tới ngày hôm nay Rồi bà nghe giết rồi bà niệm Phật bà vui lắm Bà đi vào trong đây bà Thăm con cháu vậy đó thì bà kêu con cháu của bà dẫn bà đi đến chùa mình nè để mà gặp những đức. Ôi ơi, bà gặp những đức bà mừng, thiệt là mừng. Bà nói rằng lúc trước khi mà con chưa có được chiếc máy con cứ ngồi trong họn, con buồn. Con cứ nhớ con, nhớ cháu, sao mà nó lo làm ăn, nó không đến nó thăm con. Thầy biết không, từ khi mà con được người ta tặng cho con chiếc máy con cứ lấy chiếc máy làm bạn con cứ ngồi rồi con cứ nghe thầy chia sẻ rồi con biết niệm phật luôn vậy đó mà năm mấy nay thầy biết con vui lắm cái dịp con đi vào trong nam trong đây nè con nói với con cái con cố gắng cỡ nào cũng chở mẹ đi đến ngôi chùa mẹ gặp thầy cảm ơn thầy thiết nhưng mà chiếc máy thì cũng không biết quý phật tử nào tặng cho bà cụ mà bà cụ mới gặp những đức và cảm ơn và mừng như vậy thì vị thấy rằng là một số tiền nho nhỏ chúng ta có thể ăn buổi ăn hết Vậy đó mà có thể phát triển huệ mạng một con người. Đây là chỗ mà những đức nhận thức nó lợi ích quá lớn quý vị à. Lợi ích quá lớn à. Nên những đức muốn quyết chí Những đức đặt máy từ xa rồi về cặm cụi chép thẻ sắp xếp sẵn hết rồi quý vị ở xa khắp nơi nơi quý vị đặt qua cái trung gian cái điện thoại có một chú trong chùa cầm cái buổi nói chuyện này những đức nói xong quý vị khi nghe xong rồi đó thì cái đoạn cuối có mấy số điện thoại những đức để cho quý vị cho quý vị thấy những số điện thoại đó dù là những người ở nước ngoài mình xa xứ quý vị cũng có thể gọi cho người thân ở việt nam để mà họ đặt những chiếc máy họ làm pháp thí dùm cho quý vị hoặc là họ có thể đi đến đây đặt hoặc là gọi ở đây gỡ về tới nhà cho họ rồi nếu họ có thể gỡ bưu phẩm ra ngoài nước ngoài cho quý vị quý vị ngoài đó cho những người đồng hương của chúng ta đang sống ở nước bạn ở phương xa cặm cụi lo làm kiếm tiền bây giờ chiếc máy mp 3 này bỏ trong cái vỏ đi làm neo đi làm việc gì lúc nào rảnh thì cứ bật lên mà nghe quý vị biết rằng xã hội hôm nay cái mạng truyền thông thì nó phát triển rất mạnh ở đâu mình cũng có thể bấm lên mình coi hình được nhưng mà cuộc sống mình bây giờ nó quá bận à mình nếu ngồi coi thì mình bỏ việc nhưng chiếc máy mp 3 này nó đặc sắc ngay cái chỗ là mình có thể làm việc mà chiếc máy có thể đeo bên mình mình nghe pháp được đoạn nào mình nghe hoặc là mình bật niệm phật câu phật hiệu này cứ nhắc nhở mình nên cái tâm tư của mình Khi nghe Pháp, nghe niệm Phật Thì cái tâm nó thanh lương Nó an lạc dữ lắm Nên mình làm việc mình không có thấy mệt Và mình không có nổi săn với người khác Nên cái chỗ này Lợi ích lớn dữ lắm Mà khắp nơi nơi bây giờ Họ có được chiếc máy MP3 này Mà cái chương trình này Những đức mới phát triển lên Bữa nay thôi Bắt đầu là từ hôm nay Người mà nghe được công đạo này đó quý vị cứ gọi điện thoại thì ở đây những đức sắp xếp cho anh em trong chùa quý chú sẽ để những chiếc máy vào trong thùng cho kỹ lưỡng rồi gỡ đi tặng nhà cho quý vị luôn tiền cước đồ ở đây những đức trả hết trong lòng của những đức suy nghĩ mình bây giờ mà nếu đặt cho hoàn toàn hết thì quý vị biết những đức ở đây còn lo cho mấy trăm người già nữa mình không có đi đâu ra khỏi cổng chùa nên những đức suy nghĩ ra phương pháp mà mình có thể bỏ ra công một chút quý phật tử khắp nơi nơi chúng ta cùng tạo công đức phước báo để tu cái pháp thí phật dạy người mà tu được pháp thí là trong pháp thí có tài thí và vô ý thí luôn vì khi người ta nghe pháp người ta vui người ta an tâm là tu hạnh vô ý thí rồi người ta an tâm người ta vui vẻ người ta làm ăn ta được tiền đó là tài thí nên một cái pháp thí mà nó có tài thí và vô ý thí luôn nên quý vị dù là chưa đi đến chùa được nhưng mà qua cái trung gian này Quý vị ở một nơi Quý vị có thể tu nhân tích đức Và Nương vào chiếc máy MP3 Để mình công phu ở nhà của mình Lễ Phật tụng kinh Những đức đều thu âm sẵn Trong chiếc máy hết Khi quý vị gọi điện thoại đó Để đặt máy đó Thì chùa mình có sẵn kinh vô lượng thọ Mà những đức có thu âm Những cái buổi mà sáng tối để mà mình công phu có thu âm sẵn hết rồi thì quý vị, vị mà chưa có kinh vô lượng thọ đó thì ở đây những đức sẽ kèm theo máy những đức gỡ kinh vô lượng thọ cho quý vị, vị để ở nhà mình chưa đi đến chùa được mình cũng có thể công phu tụng kinh vô lượng thọ rồi lấy phật ở nhà rồi lúc nào mà quý vị, vị mà sắp xếp được thời gian thì mình đi đến đây để mà mình cộng tu cùng với đại chúng ở tổ đình hữu pháp vì những đức mấy năm nay đặt máy dùng quý phật tử ở khắp nơi nơi và bây giờ đến lúc những đức thấy nó hữu hiệu quá và nó lợi ích quá lớn như cái chiếc máy mp 3 này mà chính một số vị mà khi mà Quý vị có chiếc máy MP3 cũng vậy Quý vị thấy Dù đi làm ruộng Đi làm rễ Đi buôn bán Ở ngoài chợ Đi vào công sở để làm việc Nhưng quý vị thấy nó lợi ích lớn là Mình đều cầm chiếc máy theo được Để nghe Và quý vị khi đi đến công sở mà Người mà đi xe bốn chỗ, bảy chỗ quý vị cũng cầm chiếc máy lên để trên xe quý vị nghe được và quý vị đi xe đò hay đi về quê đi ra đâu quý vị cũng cầm chiếc máy em với ba này theo quý vị bật lên quý vị nghe pháp nghe niệm phật tự nhiên tâm tư của mình nó thanh lương dữ lắm từ nơi ngay cái chỗ mà hữu hiệu này nè cái hữu hiệu lớn này nè quý vị thấy rằng là nó lợi ích với mình quá lớn thì quý vị phải suy nghĩ đến với người khác là mình đem cái chỗ lợi ích lớn này nè mình chia sẻ cho người khác Để người khác họ được lợi ích như mình Thì chúng sanh được nhờ lớn như lắm Một kiếp con người mình sống Chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi anh à, quý vị Bây giờ mình nên Tranh thủ những thời gian làm được Những cái gì mà lợi ích cho chúng sanh Mình nên chân thật hết lòng mà làm Người xưa nói một câu Ông bà cha mẹ mà tạo đức hạnh thì con cái của mình mặc sức mà hưởng từ nơi đó mà mình phải hiểu được rằng tạo cái đức nó không mắc vào đâu cả nhưng có nhiều khi mình không hiểu mình cứ bo bo tiền bạc nhưng mà cuối cùng rồi nó không có đức thì tiền cũng không giữ được nên những đức đem những tư tưởng này chia sẻ để chúng ta cùng chung tay với nhau để làm việc cho chúng sanh. Những đức thì không có tiền nhưng mà có lời nói để mà chia sẻ với quý vị. Mình mong cho mỗi một chúng sanh người ta được gặp Phật pháp, người ta được lợi ích. Còn quý vị Phật tử khắp nơi nơi thì cũng có cơ hội tiện lợi để mà mình tu pháp thí. Những đức thấy có nhiều người mà họ phá thai được Vậy mà họ có được chiếc máy Họ cứ cầm họ nghe giết người Họ nhẹ nhàng cái tâm tư họ Rồi họ chịu niệm Phật Vì thấy Chúng ta Dù có đem tiền cho họ nhiều Nhưng mà cái lòng tham Bao nhiêu mà đủ đâu Nhưng mà mình cho Pháp người ta Người ta nghe người ta hiểu rồi Tự nhiên đó. Người ta sống biết đủ thì người ta vui Nên cái điều mà thí pháp là cái điều mà đặc sắc nhất Là của Phật dạy mà. Pháp thí là thắng mọi cái môn thí Là chỉ có pháp thí là cao tột nhất Để giúp cho con người lìa khổ được vui vị Nên những vị Phật tử Mà khi nghe những công đoạn này nè khi mình đi làm từ thiện ở nơi vùng sâu vùng xa nơi mà Bão lục đồ đó người ta cho nhà trôi cửa, là do vì người ta không hiểu được Phật pháp, người ta không có tu, nên cái dùng của người ta nó mới bị cái kiếp nạn này, cái khổ đau hoài. Bây giờ mình đi đến nơi người ta, mình giúp cho người ta miếng gạo miếng mì, nhưng mà mình làm sao mà giúp hoài được đấy? Thì sẵn cái chuyến đi. Quý vị kèm theo chiếc máy MP3 Quý vị tặng cho những người Mà dùng sâu dùng xa Người ta bị bão tố đó đó Người ta được chiếc máy MP3 này Người ta nghe Khi người ta nghe rồi thì người ta mới biết được rằng là Tại sao cái dùng của mình Cứ là bão lũ hoài Rồi nó trôi nhà Trôi Của cải trơn Cứ làm chưa được năm là Bắt đầu có bão rồi nó trôi sạch nhách chứ thì người ta mới biết được rằng là do gì người ta không biết ăn chay niệm Phật Không biết tu nhân tích đức Mà cứ tạo nghiệp, tạo ác Bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô Rồi anh em không hòa thuận Rồi sống với chờm sớm thì không biết thương yêu nhau Từ nơi người ta không nghe đạo Pháp Người ta mới có cái hành vi như vậy Bây giờ quý vị tặng cho người ta chiếc máy Biết đâu người ta nghe rồi người ta hiểu biết được Cái kiếp sống làm người như thế nào Cái đúng Người ta xây dựng lại Thì Một chiếc máy này mà quý vị, vị tặng người ta đó Nó đáng giá thiệt là lớn vậy đó Nó nhờ lớn dữ lắm nên những đức ấy, lấy những tư tưởng này những đức chia sẻ ra nè để cho người người khắp nơi nơi khi nghe được công đoạn này chúng ta chân thật mà cùng chúng ta làm những đức đã phát tâm trong khi ở đây mỗi ngày mấy trăm người già Cả chùa bận biểu phải lo rồi Quý Phật tử khắp nơi về đây cộng tu Ngày Chủ Nhật thiệt là đông người về đây để tu Ngày lễ cũng rất là đông Vậy mà giờ những đứa còn làm thêm cái việc này Cũng bận biểu dữ lắm quý vị khi vị đặt máy phải xếp thẻ rồi gói vào thùng Rồi mới chở ra bưu điện ngoài rồi gỡ cho quý vị từ nơi đó những đức muốn nêu lên chỗ này là cái người phát tâm người ta không có tiền người ta bỏ công ra còn mình bây giờ có của thì bây giờ mình nên suy nghĩ để làm việc gì mà nó lợi ích cho mọi người đó là lợi ích cho mình rồi quý vị nghe những đức chia sẻ chỗ này nè thí dụ như nhà mình á năm nay là đám dỗ ông bà cha mẹ mình mấy năm trước thì mình không có làm cái phương pháp này nhưng mà những đức chia sẻ quý vị nghe nếu mà thấy mà nó nghe được thì bị làm, còn thấy mà chưa được thì thôi. Những đứa thấy mỗi lần mà đám dỗ cha mẹ mình, mỗi năm quý vị nên đặt một số máy khi mà người thân của mình mà đi đến đám dỗ hoặc là chờm sớm đến nhân cái dịp mà mình tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ mình. Thì mình tặng cho người chiếc máy Mình đem cái công đức mà thí pháp này nè Mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình Rồi Con mình mới sanh Cũng làm được Đầy tháng Cũng tạo phước duyên từ chỗ này được Rồi Thôi nói cũng làm được Rồi đám cưới cũng làm được cái pháp thí này Thì nhờ cái phước đức này nè Mà nó quá giải cái nghiệp của người thân mình nên người thân mình Họ ở nơi cái cảnh giới nào cũng được thù thắng Nhờ những cái pháp thí này Mình làm mà mình hồi hướng cho họ Nên Cái chỗ này rất là quan trọng Hoặc là cha mẹ mới mắt Mình nên làm pháp thí Để mà hồi hướng cho cha mẹ Vì pháp thí thắng mọi thí mà Dù là mình bố thí thức ăn Hay là bố thí cái gì Nhưng mà quý vị, vị nên kèm pháp thí vào Thì nó hữu hiệu rất là lớn nhưng những đức ấy, nhận thức rằng Xã hội hôm nay con người Người ta bận biểu dữ lắm Quyển sách nhiều lúc không có thời gian mà coi luôn Vậy mà chiếc máy MP3 này Là người ta nghe được Vì người ta có thể làm việc Người ta để chiếc máy bên cạnh Người ta nghe Nên mỗi một người khi mà nghe công đoạn này Quý vị tặng máy quý vị cũng phải Hết lòng quý vị chỉ dẫn người ta Từ phương pháp lễ Phật quý vị chỉ dẫn người ta rồi phương pháp nghe pháp là phải kiên trì bền tâm mà nghe rồi khi mà một ngày làm việc mà xong rồi tới chiều về nhà tắm rửa ăn cơm xong hết á rồi công phu xong thì công phu xong mình rảnh á mình nằm mình nghỉ ngơi mình bật chiếc máy lên mình nghe pháp một chút Vậy mà tâm tư quý vị nó nhẹ nhàng lắm Rồi bắt đầu là Quý vị ngủ giấc Thôi nó thanh lương dữ lắm luôn Nó không có thấy ác mộng gì đâu Đây là những cái chỗ mà những đức hành trì Những đức thấy lợi ích rất là lớn Nó nên Đem những tư tưởng này ra chia sẻ cho quý vị Những cái gì mà mình thấy Nó lợi ích Thì bây giờ như đức chia sẻ cho quý vị Rồi quý vị đem quý vị chia sẻ cho người khác Chúng ta nên truyền miệng với nhau điều tốt Thì cái điều tốt này nó càng tốt Còn cái gì mà xấu Cái gì mà không tốt đến với ta đó Thì tới ta thì nên Cắt đứt nó đi Đừng có truyền nữa Cái tốt thì truyền Mà cái xấu thì cắt đứt đi Vậy thì cái xấu đến tay mình cắt đứt Thì mình tạo phúc Tạo duyên Còn cái tốt mà đến tay mình Thì truyền bá cái tốt này ra Như vậy thì phúc duyên đều là tăng trưởng rất là lớn nguyện hồng ăn tam bảo gia hộ cho quý Phật tử khắp nơi nơi. Quý vị sống được an vui ngày ngày an vui và ngày ngày luôn luôn hạnh phúc và cầu chúc cho gia đình quý vị luôn luôn sống được hòa thuận với nhau. Chúng ta lo niệm Phật tinh tấn phát nguyện đời này của con chí thành cung kính tính nguyện trì danh để niệm a di đà phật để cầu sanh về thế giới cực lạc nguyện cho phật pháp được trường tồn chúng sanh khắp nơi nơi đều nghe được pháp môn tịnh độ để cầu sanh về thế giới cực lạc lìa khổ được vui nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật chúng ta hồi hướng luôn nha nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo A Di Đà Phật A Di Đà Phật

A à, di đà phật, A à, di đà phật, A à, di đà phật, A à, di đà phật. À.